Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một bài tập đơn giản giúp phục hồi, thư giãn cơ thể, tốt cho hệ thần kinh, cơ xương khớp, tim mạch, huyết áp, thì đừng bỏ qua bài tập chào mặt trời B này nhé. Đứng cách đầu thảm 40cm, tay chắp trước ngực, chân trụm sát lại. Bắt đầu, hít vào tay vươn lên, cánh tay song song lòng bàn tay hướng nhau. Thổi trùng gối, ưỡn ngực, cong mông mạnh mẽ. Hít vươn người đứng thẳng. Thở vươn dài người về trước, tay nắm cổ chân, trùng gối, bụng chạm đùi, gập người áp vào chân. Hít buông lỏng, hai tay cúi đầu, tay không chạm thảm. Thở chạm hai tay xuống thảm, hơi ngẩng đầu lên. Hít xiết cái bụng bước hoặc nhảy lùi về sau, tấm ván. Thở hạ người nằm xuống, khép cho tay úp mũi chân uốn ngực. Con rắn. Hít dựng gót chân đẩy hông lên cao, kiễng bàn chân, kiễng cao bàn chân lên. Thở hạ bàn chân, nhấn hai vai xuống thảm. Chiến binh một. Hít chân trái lên gần cổ tay trái, cẳng chân vuông góc, hạ gót chân sau 45 độ, hai tay vươn. Để ngực về trước, thở giữ chiến binh. Hít chống hai tay xuống thảm, bước lùi chân về sau tấm ván siết bụng. Thở hạ người nằm xuống, khép trỏ tay, úp mũi chân uốn ngực đẩy lên. Con rắn. Đẩy vai ra xa tai. Hít dựng gót chân đẩy mông lên cao, kiễng bàn chân, kiễng cao bàn chân lên. Thở hạ bàn chân, nhấn hai vai xuống thảm. Đổi bên chiến binh một. Hít chân phải lên gần cổ tay phải, cẳng chân vuông góc, hạ gót chân sau 45 độ, hai tay vươn. Thở giữ chiến binh. Hít chống hai tay xuống thảm, bước lùi chân về sau tấm ván, siết bụng, dồn trọng lượng vào cơ bụng. Thở hạ người nằm xuống, khép trỏ tay, úp mũi chân uốn ngực, đẩy lên con rắn, đẩy vai ra xa tai. Hít dựng gót chân đẩy mông lên cao, kiễng bàn chân, kiễng cao bàn chân lên. Thở hạ bàn chân tiến về trước một xíu, nhấn hai vai xuống thảm. Hít rút cơ bụng nhẹ nhàng, nhảy đầu thảm, tay nắm chân. Thẳng lưng nào. Thở trùng gối bụng chạm đùi, gập người áp vào chân. Hít buông lỏng hai tay cúi đầu, tay không chạm thảm. Thẳng lưng nào. Thở chạm hai tay xuống thảm, hơi ngẩng đầu lên. Hít buông hai tay vươn lên, cánh tay song song lòng bàn tay hướng nhau. Thở trùng gối ưỡn ngực, cong mông mạnh mẽ. Hít vươn người đứng thẳng, thở vuốt tay chắp lại trước ngực, lặp lại. Hít vào tay vươn lên, cánh tay song song lòng bàn tay hướng nhau. Thở trùng gối ưỡn ngực, cong mông mạnh mẽ. Hít vươn người đứng thẳng, thở vươn dài người về trước, tay nắm cổ chân, trùng gối, bụng chạm đùi, gập người áp vào chân. Hít buông lỏng, hai tay cúi đầu, tay không chạm thảm. Thở chạm hai tay xuống thảm, hơi ngẩng đầu lên. Hít xiết cái bụng bước hoặc nhảy lùi về sau, tấm ván. Thở hạ người nằm xuống, khép trỏ tay úp mũi chân uốn ngực. Con rắn. Hít dựng gót chân đẩy hông lên cao, kiễng bàn chân, kiễng cao bàn chân lên. Thở hạ bàn chân, nhấn hai vai xuống thảm. Chiến binh một. Hít chân trái lên gần cổ tay trái, cẳng chân vuông góc, hạ gót chân sau 45 độ, hai tay vươn. Để ngực về trước, thở giữ chiến binh. Hít chống hai tay xuống thảm, bước lùi chân về sau tấm ván siết bụng. Thở hạ người nằm xuống, khép trỏ tay, úp mũi chân uốn ngực đẩy lên. Con rắn. Đẩy vai ra xa tai. Hít dựng gót chân đẩy mông lên cao, kiễng bàn chân, kiễng cao bàn chân lên. Thở hạ bàn chân, nhấn hai vai xuống thảm. Đổi bên chiến binh một. Hít chân phải lên gần cổ tay phải, cẳng chân vuông góc, hạ gót chân sau 45 độ, hai tay vươn. Thở giữ chiến binh.
khít trống hai tay xuống thảm, bước lùi chân về sau tấm ván, siết bụng, dồn trọng lượng vào cơ bụng. Thổ hạ người nằm xuống, khép trỏ tay, úp mũi chân uốn ngực, đẩy lên con rắn, đẩy vai ra xa tai. Khít dựng gót chân, đẩy mông lên cao kiễng mẩn chân kiễng, cao bàn chân lên. Thổ hạ bàn chân tiến về trước một xíu, nhấn hai vai xuống thảm. Hít rút cơ bụng nhẹ nhàng, nhảy đầu thảm, tay nắm chân. Thẳng lưng nào. Thở trùng gối bụng chạm đùi, gập người áp vào chân. Hít buông lỏng hai tay cúi đầu, tay không chạm thảm. Thẳng lưng nào. Thở chạm hai tay xuống thảm, hơi ngẩng đầu lên. Hít buông hai tay vươn lên, cánh tay song song lòng bàn tay hướng nhau. Thở trùng gối ưỡn ngực, cong mông mạnh mẽ. Hít vươn người, đứng thẳng. Thở vuốt tay chắp lại trước ngực. Một lần cuối cùng. Hít vào tay vươn lên, cánh tay song song lòng bàn tay hướng nhau. Thở trùng gối ưỡn ngực, cong mông mạnh mẽ. Hít vươn người, đứng thẳng. Thở vươn dài người về trước, tay nắm cổ chân, trùng gối, bụng chạm đùi, gập người áp vào chân. Hít buông lỏng, hai tay cúi đầu, tay không chạm thảm. Thở chạm hai tay xuống thảm, hơi ngẩng đầu lên. Hít siết cơ bụng bước hoặc nhảy lùi về sau, tấm ván. Thở hạ người nằm xuống, khép trỏ tay úp mũi chân uốn ngực, con rắn. Hít dựng gót chân đẩy hông lên cao kiễng bàn chân kiễng, cao bàn chân lên. Thổ hạ bàn chân nhấn hai vai xuống thảm, chiến binh một. Hít chân trái lên gần cổ tay trái, cẳng chân vuông góc, hạ gót chân sau 45 độ, hai tay vươn. Đẩy ngực về trước, thở giữ chiến binh. Hít trống hai tay xuống thảm, bước lùi chân về sau tấm ván, siết bụng. Thở hạ người nằm xuống, khép trỏ tay, úp mũi chân uốn ngực đẩy lên, con rắn, đẩy vai ra xa tai. Hít dựng gót chân đẩy mông lên cao kiễng bàn chân kiễng, cao bàn chân lên. Thở hạ bàn chân nhấn hai vai xuống thảm, đổi bên chiến binh một. Hít chân phải lên gần cổ tay phải, cẳng chân vuông góc, hạ gót chân sau 45 độ, hai tay vươn. Thở giữ chiến binh. Hít trống hai tay xuống thảm, bước lùi chân về sau tấm ván, siết bụng, dồn trọng lượng vào cơ bụng. Thổ hạ người nằm xuống, khép trỏ tay, úp mũi chân uốn ngực, đẩy lên con rắn, đẩy vai ra xa tai. Hít dựng gót chân đẩy mông lên cao kiễng mẩn chân kiễng, cao bàn chân lên. Thổ hạ bàn chân tiến về trước một xíu, nhấn hai vai xuống thảm. Hít rút cơ bụng nhẹ nhàng, nhảy đầu thảm, tay nắm chân. Thẳng lưng nào. Thở trùng gối bụng chạm đùi, gập người áp vào chân. Hít buông lỏng hai tay cúi đầu, tay không chạm thảm. Thẳng lưng nào. Thở chạm hai tay xuống thảm, hơi ngẩng đầu lên. Hít buông hai tay vươn lên, cánh tay song song lòng bàn tay hướng nhau. Thở trùng gối ưỡn ngực, cong mông mạnh mẽ. Hít vươn người, đứng thẳng. Thở vuốt tay chắp lại trước ngực. Chúng ta vừa hoàn thành 3 lần bài chào mặt trời bề. Nếu bạn tập bài này vào buổi sáng, giúp bạn tỉnh táo, có thêm một nguồn năng lượng cho một ngày mới. Hằng Nga xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.